Bố mẹ luôn là những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Cho dù hoàn cảnh có khó khăn, khổ cực đến như thế nào, cũng cố gắng để được con học đầy đủ. Thậm chí có những người vừa làm mẹ vừa làm cha vẫn nuôi con không lớn trưởng thành. Mới đây câu chuyện của một bạn trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Được biết gia đình bạn chỉ có hai mẹ con, nương tựa vào nhau. Người mẹ vì để con có thể đến trường mà ngày ngày đi làm công nhân, tối đến đi thu mua phế liệu. Ngày cậu bạn đỗ đại học, người mẹ vẫn ngày đạp chiếc xe đạp đã sập xệ, chạy khắp nơi, vay tiền để con có chiếc xe máy đi. Ngày con nhập học, người mẹ cũng đi khắp nơi tìm nhà trọ, nhưng không hề kêu than mà chỉ dặn con ráng học cho mẹ vui. Đến khi cậu bạn có công việc, cuộc sống ổn định hơn, có thể dẫn mẹ đi ăn nhà hàng. Thế nhưng trước những món ăn đầy trên bàn, thứ mẹ quan tâm nhất là món ăn đó rắc rẻ như thế nào. Người mẹ còn trách yêu con trai, ăn ở nhà chứ mẹ cần gì ăn mấy thứ này mà tiêu nhiều tiền, con cứ sống mạnh khỏe hạnh phúc là mẹ vui. Chỉ một câu nói từ người mẹ cũng đủ khiến chàng trai cao lớn, mạnh mẽ phải sụt sùi rơi lệ vì mẹ đã hy sinh cả một đời cho mình. Thay cha gánh vác mọi chuyện trong nhà, trước tình mẫu tử cao cả ấy, nhiều người cũng không khỏi xúc động, nhớ đến người mẹ của mình. Trên thực tế, không ít bạn trẻ vì chứng kiến sự vất vả của cha mẹ đã luôn nỗ lực hết mình, chỉ mong có thể đền đáp công ơn bậc sinh thành. Cách đây không lâu, thước phim ghi lại hành trình đưa mẹ đi khắp nơi của chàng trai Minh Hoàng, lấy đi nước mắt rất nhiều người. Được biết bố mẹ anh ly hôn sớm để có tiền cho con trai tới trường, người mẹ làm đủ nghề, phụ hộ giặt đồ thuê, cắt vải ký. Chính vì vậy, khi cuộc sống ổn định hơn, anh cố gắng dành thời gian đưa mẹ khắp các tỉnh thành Việt Nam. Ở mọi địa điểm, anh chàng trải nghiệm trước rồi mới đưa mẹ đi vì lo tính mẹ nhát, không sợ quen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.